Phái đẹp chớ phải lo âu, đừng lo da sạm, đừng quên nét ngà. Trắng đẹp là để kiêu sa, thêm làn da đẹp mới là đáng yêu. Quả đúng là như vậy, trong thời đại ngày nay giữa nhịp sống ồn ào và vội vã, biết bao lo toan trong cuộc sống, chị em phụ nữ chúng ta nên dành thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Lúc ấy mình mới cảm thấy cuộc sống đáng yêu, đáng sống và đáng trải nghiệm hơn rất nhiều, nhất là những người bạn đời của mình. Người ấy sẽ không tiết kiệm một lời khen dành cho vợ: em đẹp dần lên trong mắt anh đấy, em biết không? Đồng hành cùng hành trình làm đẹp của chị em phụ nữ, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Ghana xin hân hạnh giới thiệu một sản phẩm làm đẹp an toàn, chất lượng hiệu quả, bột Benna Collagen lưu giữ nét thanh xuân. Với hàm lượng collagen thủy phân cao dạng bột, bột uống collagen của Ghana Beauty hấp thụ rất nhanh và mang lại hiệu quả cao hơn 2 cho tới 3 lần so với collagen thường. Bổ sung collagen đều đặn mỗi tháng sẽ giúp cho chị em duy trì tuổi xuân hiệu quả cả về làn da đến vóc dáng và sức khỏe. Collagen giúp giảm nhăn, chống lão hóa da, cho làn da luôn căng mướt, mịn màng, không xuất hiện nám, tàn nhang, mụn nhọt. Đồng thời, collagen giúp làm mượt tóc, móng, xương khớp, tăng cường sức đề kháng, sự dẻo dai của cơ thể. Quý khách hàng muốn mua và trải nghiệm sản phẩm, xin liên hệ qua số điện thoại 082-696-8896, địa chỉ B1606, Vinhome Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để được tư vấn.